Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo ở tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Phía trước màn hình của quý vị và các bạn đó là tiếp viên của Vietnam Airlines. Kính thưa quý vị, như chúng ta cũng biết, do ảnh hưởng của cơn bão quốc tế Hai Cui, Vietnam Airlines đã điều chỉnh lịch bay đến đi từ Đài Loan, Trung Quốc trong ngày 3 tháng 9 và ngày 4 tháng 9 năm 2023. Kính thưa quý vị, đại diện của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines đã cho biết sẽ hủy các chuyến bay VN586 từ Hà Nội đi Cao Hùng, chuyến bay VN580 từ Sài Gòn đi Cao Hùng trong ngày 3 tháng 9 năm 2023. Cũng theo thông tin của hãng hàng không Vietnam Airlines, lùi giờ bay khởi hành 13 tiếng đối với các chuyến bay VN578 giữa Hà Nội và Đài Bắc, chuyến bay VN570 giữa Sài Gòn và Đài Bắc trong ngày 3 tháng 9 để hạ cánh tại Đài Bắc sau 10 giờ ngày 4 tháng 9 giờ địa phương. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, trong ngày 4 tháng 9 năm 2023, hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines sẽ hủy các chuyến bay VN587 từ Cao Hùng đi Hà Nội, chuyến bay VN581 từ Cao Hùng đi Sài Gòn, các chuyến bay VN579 từ Đài Bắc về Hà Nội, chuyến bay VN571 từ Đài Bắc về Sài Gòn trong ngày 4 tháng 9, lùi giờ khởi hành 4 tiếng so với kế hoạch. Bên cạnh đó thì một số chuyến bay nội địa Việt Nam có thể bị ảnh hưởng dây chuyền do các máy bay về trễ hơn. Cũng theo đại diện của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, hành khách bị ảnh hưởng được hãng hỗ trợ theo quy định hiện hành. Như cô chú anh chị và các bạn cũng biết, theo thông tin bão mới nhất thì bão Hai Cui ngay sau bão Sao La sẽ mạnh hơn khi di chuyển hướng Tây Bắc qua biển Philippines và dự kiến đổ bộ Đài Loan, Trung Quốc và Trung Quốc Đại Lục. Kính thưa quý vị, hãng tin CNA của Đài Loan cho hay, khi bão Hai Cui đang di chuyển đến gần Đài Loan và dự kiến đổ bộ gần Đài Loan, chính quyền địa phương ở Hoa Liên, Đài Loan, Gia Nghĩa, Bình Đông, Đài Nam và Cao Hùng ngày 2 tháng 9 đã thông báo các văn phòng và trường học phải đóng cửa trong ngày 3 tháng 9 năm 2023. Như vậy có thể nói rằng hàng loạt chuyến bay phải hủy, hàng loạt chuyến bay phải thay đổi kế hoạch bay vì bão Hai Cui. Như anh chị cũng biết thì bão Hai Cui đổ bộ vào Đài Loan đã ảnh hưởng đến hàng loạt các chuyến bay của hãng hàng không, đặc biệt là những chuyến bay phải hủy hoặc là phải thay đổi kế hoạch. Đối với thông tin mà của hãng hàng không Vietnam Airlines cũng đã cho biết là ngoài hãng hàng không Vietnam Airlines thì còn nhiều chuyến bay của tất cả các hãng hàng không khác ở tại Đài Loan nữa, cô chú anh chị các bạn. Nghĩa là không chỉ Vietnam Airlines mà nhiều chuyến bay của Đài Loan cũng phải hủy hoặc là thay đổi giờ bay, lùi giờ bay từ 10 đến 13 tiếng đồng hồ cũng vì ảnh hưởng của bão Hai Cui. Và theo như nhà chức trách hàng không của Đài Loan, hai hãng hàng không nội địa chính của Đài Loan đó là hãng UniAir và hãng Mandarin Airlines đã hủy tất cả các chuyến bay trong ngày 3 tháng 9. Và các chuyến bay quốc tế bị ảnh hưởng nhiều hơn, có 25 chuyến bị hủy trong ngày 3 tháng 9 năm 2023. Như vậy có thể nói rằng với việc mà thay đổi giờ bay, thay đổi giờ khởi hành cũng như là một số chuyến bay đã bị hủy, thì cô chú anh chị và các bạn khi mà đến tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất trong ngày mai là ngày 4 tháng 9
năm 2023 chúng ta cũng lưu ý tính toán cũng như là xem những chuyến bay quốc tế bên nước ngoài trở về thị trường quốc tế Tân Sơn Nhất chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, có thể chậm trễ hơn. Vì vậy cô chú anh chị và các bạn đi đón người thân, đi đón Việt kiều về nước, chúng ta cũng nên tính toán cái thời gian đi làm sao đỡ mất thời gian hơn. Thưa quý vị, tiếp theo đây Tường Vũ Channel xin phép chia sẻ tình hình giá vé máy bay từ Mỹ về Việt Nam, đặc biệt là vé Tết trong tháng 2 năm 2024. Hiện tại thì mình đang kiểm tra giá vé của hãng hàng không Việt Nam Airlines bay thẳng từ San Francisco về Tân Sơn Nhất. Mình đang kiểm tra giá vé khởi hành từ phi trường San Francisco vào ngày 1 tháng 2 năm 2024 sẽ hạ cánh xuống phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất. Ký hiệu của chuyến bay là VN99. Thời gian bay từ San Francisco đến Tân Sơn Nhất là 16 tiếng 50 phút, khởi hành vào ngày 1 tháng 2 năm 2024. Đến ngày 29 tháng 2 năm 2024 thì chúng ta sẽ bay trở về Mỹ. Từ phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ hạ cánh xuống phi trường quốc tế San Francisco. Thời gian bay từ Sài Gòn đến San Francisco là 14 tiếng. Ở đây là mình đang kiểm tra giá vé Tết nha cô chú anh chị và các bạn, giá vé Tết tháng 2 năm 2024. Đối với hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Việt Nam Airlines đường bay thẳng này thì trong thời gian vừa qua cũng có rất nhiều bà con kiều bào sinh sống tại Mỹ, đặc biệt là tại San Francisco, thường xuyên chọn hãng hàng không Việt Nam Airlines để bay thẳng về Việt Nam, bay thẳng về Tân Sơn Nhất sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Thì hiện nay mình đang kiểm tra giá vé của hãng hàng không này. Giá vé cho một người lớn đã bao gồm thuế phí luôn, vé khứ hồi là 2.200 đô la Mỹ cô chú anh chị và các bạn, 2.200 đô la Mỹ nha. Tỷ giá đô la Mỹ ngày hôm nay mình tính là 24 đi, 1.000 đô là 24 triệu. Đối với hãng hàng không Việt Nam Airlines thì hành lý xách tay sẽ là 10 kg và hành lý ký gửi sẽ là 2 kiện và mỗi kiện là 23 kg. Kính thưa quý vị, chúng ta cũng chọn đi trong tháng 2 năm 2024. Mình sẽ chọn đi của hãng hàng không Việt Nam Airlines liên kết với hãng Asiana Airlines. Thì khi mà chúng ta khởi hành từ phi trường San Francisco về Tân Sơn Nhất là bay của Việt Nam Airlines. Nhưng mà khi chúng ta bay từ Việt Nam sang Mỹ, chúng ta sẽ bay của hãng Asiana Airlines. Ở đây thì Tường Vũ Channel đang kiểm tra giá vé khởi hành vào ngày 1 tháng 2 năm 2024, bay thẳng từ San Francisco về Tân Sơn Nhất của Việt Nam Airlines. Rồi đến ngày 29 tháng 2 thì anh chị sẽ bắt đầu khởi hành về Mỹ lại từ phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất, sẽ quá cảnh tại Incheon, Seoul. Ký hiệu của chuyến bay là OZ732. Thời gian bay từ Sài Gòn đến Seoul là 5 tiếng 10 phút. Ở đây anh chị sẽ quá cảnh 1 tiếng 30 phút. Sau đó anh chị sẽ bay từ Incheon, Seoul đến San Francisco. Thời gian bay là 10 tiếng 10 phút mà thôi. Đó là hãng Việt Nam Airlines liên kết với Asiana Airlines. Nếu như anh chị cô chú mà yêu thích Việt Nam Airlines liên kết với Asiana Airlines thì vé cho một người lớn đã bao gồm thuế phí luôn là 2.600 đô la Mỹ cô chú anh chị và các bạn, 2.600 đô la Mỹ ha. Đây là giá vé tháng Tết năm 2024. Khi mà chúng ta chọn đi của hãng Việt Nam Airlines liên kết với Asiana Airlines thì hành lý chiều đi là 10 kg xách tay và 46 kg hành lý ký gửi, mỗi kiện là 23 kg. Nhưng mà anh chị lưu ý là khi bay từ Việt Nam sang Mỹ của hãng Asiana Airlines đó thì đối với cái hành lý xách tay thì chúng ta chỉ có 7 kg mà thôi. Như vậy là giá vé khi mà bay liên kết Việt Nam Airlines với lại Asiana Airlines thì rất là cao luôn. 2.600 đô la Mỹ, hơn 60 triệu, 2.000 đô là gần 50 triệu quý vị. Như vậy có thể cho thấy rằng là bay từ San Francisco về Tân Sơn Nhất tháng 2 năm 2024
là tháng Tết. Năm nay thì ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024, đó là ngày mùng 1 Tết. Bây giờ mình sẽ chọn đi của hãng Eva của Đài Loan nè quý vị. Hãng Eva thì giá sẽ rẻ rồi. Giá rẻ nha. Đối với hãng Eva của Đài Loan thì mình cũng chọn khởi hành ngày 1 tháng 2 từ San Francisco sẽ quá cảnh tại Đài Loan. Thời gian bay từ San Francisco về Đài Loan là 14 tiếng 5 phút. Ở đây chúng ta sẽ quá cảnh là 12 tiếng đồng hồ. Sau đó anh chị sẽ bay từ Đài Loan về Tân Sơn Nhất, thời gian bay là 3 tiếng 30 phút. Ký hiệu của chuyến bay là BR381. Đến ngày 29 tháng 2 năm 2024 thì anh chị sẽ bay trở lại Mỹ từ phi trường Tân Sơn Nhất quá cảnh tại Đài Loan. Thời gian bay là 3 tiếng 15 phút. Ở đây anh chị sẽ quá cảnh là 13 tiếng đồng hồ. Nói chung là thời gian quá cảnh nó khá lâu. Rồi đến ngày sau đó anh chị sẽ bay từ Đài Loan đến phi trường San Francisco của Mỹ. Thời gian bay từ Đài Loan đến San Francisco là 11 tiếng 10 phút. Ở đây thì giá vé rẻ nhưng mà thời gian quá cảnh là trên 10 tiếng đồng hồ luôn. Nếu như anh chị cô chú yêu thích hãng Eva Airways của Đài Loan thì chúng ta bay từ Mỹ về Việt Nam và bay trở lại Mỹ đó. Mình đang kiểm tra giá vé của hãng này, đó là 1.100 đô la Mỹ mà thôi nha. 1.100 thôi cô chú anh chị và các bạn. Nếu chúng ta mua ngay từ bây giờ của Eva Đài Loan, 1.100 giá vé Tết năm 2024, tháng 2 năm 2024. Rẻ ha, giá vé của hãng này là tương đối rẻ nè. Ở tháng Tết mà chúng ta mua ngay bây giờ thì rẻ. Con cái là anh chị sẽ quá cảnh nó hơi lâu, là hơn 10 tiếng đồng hồ. 1.100 đô la Mỹ mà thôi. Vé cho một người lớn đã bao gồm thuế phí luôn, tức là khoảng tầm 26 triệu, hơn 26 triệu một chút xíu. Hành lý xách tay của hãng Eva Airways là 7 kg, còn hành lý ký gửi sẽ là 46 kg, mỗi kiện là 23 kg. Như vậy mình không ngờ là cái giá vé của cái hãng Eva Đài Loan này sao rẻ dữ hả. Một nửa của hãng Vietnam Airlines. Quá rẻ luôn cô chú anh chị và các bạn. 1.100 đô la Mỹ giá vé Tết từ phi trường San Francisco ha, chứ không phải là bay từ Los. Bây giờ mình sẽ chọn đi một cái hãng khác, đó là hãng American Airlines. Nếu mà hãng American Airlines thì chúng ta sẽ cũng bay ngày 1 tháng 2 năm 2024 từ sân bay San Francisco sẽ quá cảnh tại Hồng Kông. Thời gian bay từ San Francisco đến Hồng Kông là 15 tiếng 20 phút, quá cảnh ở đây là 1 tiếng 30 phút. Sau đó anh chị sẽ bay từ Hồng Kông đến Sài Gòn. Thời gian bay là 3 tiếng 10 phút thôi. Rồi đến ngày 29 tháng 2 năm 2024 thì anh chị sẽ bay trở lại Mỹ từ phi trường Tân Sơn Nhất quá cảnh tại Hồng Kông. Thời gian bay từ Sài Gòn đến Hồng Kông là 2 tiếng 45 phút, nhưng mà anh chị sẽ quá cảnh là 4 tiếng 40 phút. Rồi anh chị sẽ bay từ Hồng Kông đến sân bay San Francisco, thời gian bay là 12 tiếng 20 phút. Như vậy nếu như anh chị yêu thích của hãng hàng không American Airlines thì giá vé cho một người lớn đã bao gồm thuế phí luôn là 1.600 đô la Mỹ nha cô chú anh chị và các bạn. Tuy nhiên thì hành lý xách tay của hãng này là 7 kg và hành lý ký gửi sẽ là 1 kiện 23 kg mà thôi. American Airlines 1.600 đô la Mỹ vé khứ hồi từ San Francisco về Sài Gòn và quay trở lại trong tháng 2 năm 2024. Bây giờ mình sẽ chọn đi một hãng khác nữa, đó là hãng China Airlines. Đối với hãng China Airlines thì Tường Vũ Channel cũng đang kiểm tra online khởi hành ngày 1 tháng 2 năm 2024 từ sân bay San Francisco sẽ quá cảnh tại Đài Loan. Thời gian bay từ phi trường San Francisco đến Đài Loan là 13 tiếng 55 phút. Ở đây chúng ta sẽ quá cảnh là 8 tiếng. Rồi sau đó anh chị sẽ bay từ Đài Loan đến Tân Sơn Nhất. Thời gian bay là 3 tiếng 35 phút. Rồi đến ngày 29 tháng 2
năm 2024, chúng ta sẽ bay trở về Mỹ từ phi trường Tân Sơn Nhất quá cảnh tại Đài Loan. Thời gian quá cảnh tại Đài Loan là 1 tiếng 35 phút. Sau đó chúng ta sẽ bay từ Đài Loan đến San Francisco. Thời gian bay là 11 tiếng 5 phút. Nếu như anh chị yêu thích hãng hàng không China Airlines này thì giá vé mình đang kiểm tra cho một người lớn đã bao gồm thuế phí luôn là 1.500 đô la Mỹ của chú anh chị các bạn. 1.500 đô la Mỹ vé cho một người lớn tháng Tết tháng 2 năm 2024. Đối với hãng China Airlines này thì hành lý xách tay sẽ là 7 kg, hành lý ký gửi sẽ là 2 kiện, mỗi kiện là 23 kg. Bây giờ mình sẽ tiếp tục kiểm tra giá vé của hãng Cathay Pacific của Hồng Kông. Đối với hãng Cathay Pacific của Hồng Kông, mình đang kiểm tra khởi hành từ phi trường San Francisco ngày 1 tháng 2 sẽ quá cảnh tại Hồng Kông, thời gian bay là 15 tiếng 20 phút. Chúng ta sẽ quá cảnh 1 tiếng 30 phút tại Hồng Kông. Sau đó chúng ta sẽ bay từ Hồng Kông về Tân Sơn Nhất, thời gian bay là 3 tiếng 10 phút. Đến ngày 29 tháng 2 năm 2024, chúng ta sẽ bay về Mỹ từ phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất quá cảnh tại Hồng Kông. Thời gian bay từ Sài Gòn đến Hồng Kông chỉ là 2 tiếng 45 phút và chúng ta sẽ quá cảnh ở đây là 4 tiếng 40 phút. Rồi anh chị sẽ bay từ Hồng Kông đến sân bay San Francisco. Thời gian bay từ Hồng Kông đến San Francisco là 12 tiếng 20 phút. Và nếu như cô chú anh chị các bạn yêu thích hãng hàng không Cathay Pacific của Hồng Kông, nếu như chúng ta mua ngay thời điểm này cho vé của tháng 2 năm 2024 là 1.600 đô la Mỹ cô chú anh chị và các bạn nha. 1.600 đô la Mỹ vé cho một người lớn đã bao gồm thuế phí, vé khứ hồi. Tuy nhiên thì hành lý stay của hãng Cathay Pacific này là 7 kg và hành lý ký gửi chỉ một kiện là 23 kg mà thôi. Đó là hãng của Hồng Kông. Có nghĩa là chúng ta mua vé máy bay cho tháng Tết á, mà mua sớm từ bây giờ, nghĩa là trước 5-6 tháng thì giá vé sẽ rẻ. Còn khi mà chúng ta mua càng về gần cái lúc Tết, còn chúng ta mua càng về gần Tết thì giá vé lại càng cao. Như vậy thì có thể thấy rằng khi mà chúng ta mua vé Tết thì chúng ta mua càng sớm giá vé càng rẻ. Và hiện nay như lúc nãy giờ Tường Vũ Channel đã có cập nhật một số hãng hàng không bay từ phi trường San Francisco về Tân Sơn Nhất trong tháng 2 năm 2024 thì tùy vào các hãng bay có cái giá khác nhau, nhưng mình thấy Vietnam Airlines thì giá là cao nhất. Và như vậy có lẽ những hình ảnh tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đã khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.